Kuala Lumpur. Hôm nay là gia đình ăn 3 món này cho buổi sáng. Nó béo rồi. Là béo. Không béo. Xong vậy cũng kêu béo vậy. Nó có sữa chẳng có gì hết. Có sữa thôi nhưng mà không béo. Béo lắm. Béo chút chút. Curry. Meat curry. Hài quá vậy. Ăn vô là sẽ đi. Meat curry của mình nha. Giờ mất dẫn không em? Nhìn thấy no quá. Vừa ăn nhìn thấy no rồi. Đây. Anh chị có Hoàng Thánh hả? Đây là Mico. Mico. Heo bằng và sữa chiên. Của anh là cô xá xíu kìa. Ủa phải này không ta? Món này phải của mình. Vì anh đã đỏ gì vậy? Làm gì có hấp dẫn không bộ? Ăn đi. Ăn về xong chửi anh Dung. Bây giờ ăn mẹ rồi. mày hù ngon. Tao mày hù tao làm tao thở thấy mẹ. Ừ, ăn ngon mà. Bây giờ đi kiếm ba. Đi trước à? Đi trước rồi. Mình đi chọn tham quan hả? Quay. Ủa chị đứng ngoài hả? Ừ. À, tưởng là được đi vô chứ. Bé, vô kêu người làm mở cửa em đi em. Vô kêu người làm mở cửa kìa. Đi đứa ơi, nó mở cửa cho vô ơi. Chứ ai mà đứng ngoài nắng không chết luôn, chút nắng là còn. Chắc đứng 30 phút rồi đổi ha. Chị vô hỏi anh đứng bao lâu anh? Để chụp hình thế này nè. Nó nhìn cái mặt ổng nó sợ. Về lăn xuống. Ở đây mới làm còn hơn máy thôi. Giờ hơn máy còn nhiều á. Mùa bông thơm. Má ơi.
Người bông mà sống ở Việt Nam 10 năm. Ơ đẹp trai ơi, thông cảm giùm nha, mình ở đây không được quay phim.